Thôi quay cái này đi. Quay này nè. Không này dễ thôi. Này mẹ cầm thấy nó an toàn hơn nè, nó cầm hai tay rồi nè, giật nó được. Ba nói tắt luôn đi, về ba nói lại bây giờ đánh con này, nó cầm hai tay rồi nè, con quay đi, nó con thử giật coi có giật được không, thôi giật chứ, bấm đi tắt.